Toyota dự kiến giới thiệu 5 mẫu xe hoặc phiên bản mới dành cho thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm nay. 1. Toyota Avanza Premier và Veloz. Hai sản phẩm đáng chú ý đầu tiên trong năm 2022 của Toyota là cặp đôi Avanza Premier và Veloz Cross, cạnh tranh với Mitsubishi Spander và Spander Cross, Suzuki Ertiga và XL7. Bước sang thế hệ mới, Avanza Premier 2022 sẽ là cái tên được lựa chọn nhằm xóa bỏ hình ảnh nhạt nhòa trước đây của Avanza, trong khi Veloz Cross sẽ đảm nhận vai trò giống như Rush. Dự kiến giá bán Toyota Avanza Premier 2022 sẽ khoảng 550 đến 615 triệu, giá Toyota Veloz Cross từ 650 đến 710 triệu. Hiện tại, các đại lý Toyota đã ồ ạt nhận đặt hàng Toyota Veloz Cross 2022, dự kiến ra mắt vào tháng 3 năm nay. 2. Toyota Corolla Cross GR Sport và Fortuner GR Sport. Giới tư vấn bán hàng tiết lộ Toyota Corolla Cross GR Sport sẽ nhận đặt cọc từ 24 tháng 1 và dự kiến ra mắt ngay trong tháng 1 này. Phiên bản mới của Corolla Cross đang nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng Việt khi đã ra mắt Đài Loan và Thái Lan, trước đó với thiết kế nam tính, thể thao nhờ những thay đổi ở ngoại thất. Trước đó, hình ảnh Corolla Cross GR Sport 2022 được bắt gặp khi đang trên xe vận chuyển càng khẳng định thông tin mẫu xe này, ra mắt Việt Nam ngay tháng 1 có cơ sở. Mức giá xe Toyota Corolla Cross GR Sport 2022 dự kiến sẽ tăng nhẹ so với bản hybrid hiện hành. Ngoài Corolla Cross GR Sport, giới tư vấn bán hàng cũng tiết lộ Fortuner bản GR Sport dự kiến cũng sẽ ra mắt khách hàng trong nước vào tháng 7. Thay đổi của mẫu SUV 7 chỗ này cũng tương tự Corolla Cross với body kit ở ngoại thất, nội thất với logo GR Sport gia tăng tính thể thao. 3. Toyota Corolla Antis Ra mắt toàn cầu vào tháng 9, đến nay Toyota Corolla Antis, thế hệ mới vẫn chưa đặt chân tới Việt Nam và khách hàng phải chờ đến năm 2022. Mẫu xe này thay đổi hoàn toàn, từ thiết kế tới khung gầm. Xe sử dụng hệ thống khung gầm toàn cầu TNGA mới. Một số điểm mới trên mẫu xe này đến từ đồng hồ kết hợp màn hình 7 in, màn hình giải trí trung tâm 8 in đặt nổi, hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto, vô lăng 3 chấu kiểu mới, điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau hay phanh tay điện tử. Tại Thái Lan, mẫu xe này có hai tùy chọn máy xăng dung tích 1.6 lít và 1.8 lít chứ không có loại 2 lít như chiếc xe nhập Trung Đông. Hộp số tự động vô cấp. Ngoài ra, xe còn có tùy chọn hybrid tương tự trên Corolla Cross, hứa hẹn cũng sẽ được đưa về Việt Nam. Toyota đang đưa gói Safety Sense lên nhiều mẫu xe bán tại Việt Nam như Fortuner, Hilux và Corolla Cross hay mới nhất là Land Cruiser, nên cũng có thể kỳ vọng Corolla Antis cũng sẽ có gói an toàn tiên tiến này. Xe cộ XX